trong cái trình nó rẻ, tức là nếu nó hơn rồi thì hôm qua anh em mình có thể ở chiều bây giờ sáng mình làm mẫu, chiều làm mẫu để mình biết sao. Cái này như thế này này, nếu mà giả sử cái máu ấy, nếu mà nó không có rớt làm được mẫu nữa, mà nếu mà nó đạt rồi ấy, mà nếu là bên thực hiện trường nó yêu cầu làm thêm mẫu. Còn mà thực tế thì người ta sẽ làm cho đến biết rồi. Thì ai biết được vậy, nghĩa là cái thực tế thì đâu cần làm gì làm nhiều thế, đúng không? Vấn đề là bây giờ người ta còn cần khác thì không có làm được gì, phải không? Bây giờ thì làm có cần khác rồi. Thì chắc 1-2 xe nữa. Hôm nay thì tặng não thay máy nào mới muốn nó đi. Ok. Thế bây giờ có đây 1 xe thôi không? Con em con đi đi. Lần cái ghi số liệu đi anh. Nó cho là nó lấy cái sự nghiệp luôn. Là cái sự nghiệp rất là kìa. Mấy cái cân kia đơn giản thì chắc là một hình đó. Nó nói nó không được mà bỏ nói. Cũng đó thì là cần gì to đó. Tôi cũng máy mới làm cái mẫu đấy nha. Dạ. Máy mới á. Máy mới chưa bao giờ có. Chiều có. Chiều. Chiều nói nữa. Ngày nào mới ngày làm hai cái để làm chiều làm cái.
Chiều làm mẫu luôn đi. Này, có máy mới phải làm thử nhé. Bên cánh đi là ngày nào mà bảo gì? Đúng rồi. Nó chiếc xe quả đạt không? Dạ. Tập tầm hợp đó. Tập này đấy, không phải ý là... Nó cái nào? Có cái nào mà hơn không? Chút mấy nào? Tầm 51, phải mấy chiếc mấy nào? Cái này chiếc luôn à? Mà tính ra được luôn à? Hôm nay bữa đây nó có rỉ không? Có rỉ luôn mà phải không? Thôi đấy thì năm đã bay chứ.
Đi siêu thị nhiều, nhiều khi ba thao đồ thứ nó có lấy về đâu. Với đâu rồi? Đấy, bỏ chị Hằng á. À, bà chị Tú á, không đúng rồi, đi siêu thị nhiều như tặng thao nhiều lắm. Mua sao không được đặt gì đó, nhiều khi bà ngại nó lấy thế gì không? Đó, lấy về rồi cho tụi em làm thí nghiệm. Rồi chị làm cái thằng gì vậy? Quay vô, quay vô để cho từ từ đó, quay. Thank you.
nấu không? Ba giám sát chủ tư giờ cũng được rồi. Một chút giám sát chủ tư đi đường này chắc tay không biết dạ đi nhìn cái thằng giám sát kia có mặt đâu giờ được quá là tình trực kìa. Thì khoảng ông đi lên phát ông cũng thấy đến ngoài công trường rồi cũng mệt đấy. Đó chú Viên. Ừ. Mà tùy có giám sát rồi thì nói chung là mình có chủ tư đỡ. Sợ nhất là không giám sát mà rồi, không có ai ở đấy. Nên nó qua công trường nó đang mưa nó đang chạy rồi đấy. Nó bây giờ nhìn cũng khỏi. Ác nhất trường này cái trường hợp mà thường xuyên xảy ra, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà thi công mà nó nâu cũng mấy ngày gặp mưa. Mấy bố đi kiểm tra không có ai. Ê, hôm qua nó mới ban sỏi nó nu đẹp rồi, nhưng bữa nay mưa thì bữa nay thì nó mưa rồi, sỏi nó ngập nước rồi thì mẹ nó phải đi xử lý sỏi. Mấy ông bảo trên làm ăn kiểu gì đấy mà. Mới sạc đây. Cái đó bị hoài. Chứ nào cái nãy hả? À, ví dụ như là bên chủ tư ấy, ví dụ bên ban quản lý vốn hoặc là bên hải mà đi rồi, cái thứ thì mình 3 năm đi 2 năm gì nữa. Đi ban, phát, phòng, khu lộ, thứ đi cùng á. Là chỉ có đứng nhìn thôi chứ đâu có dám nói gì đâu. Đúng không? Chứ mà sau là sau kia hả? Đó là con mờ là có lượng này. Học lên đó. Cái gì? Mờ là cái gì chứ? Mà nó má 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 nó má thì mẹ 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 thì đứa con nghĩa là chúng là nặng hơn thường chút thì nó là trọng lượng đúng không hợp lý giải thích thế đúng thường từ vật lý tới đâu các thứ anh mà là có đường không đúng không hôm qua ra cái thí nghiệm có dê dạ cứ đi đi một đi hai đi mấy đi đế hả? Dạ. Bây giờ đại dịch nước học nó kiểu như là nó phát âm một cái không giống mình, và nó phát âm cái tiếng Anh như đâu phát âm như tiếng Việt mình như này. Nên là mình dạy nó ra trường là nó sẽ nó không có dạy khác. Từ qua chữ quy đó. Gọi cu à. Dạ gọi cu nghe ghê quá cu. Như cái cu nghe gớp dạ học rồi không phải dạ nó kêu cu à ừ cái chữ cu mà kết hợp với chữ u thì chữ gì cu à gọi là cu luôn giống như hát dạ ơi nghe gọi hờ đúng không bây giờ xin chữ hờ bên hờ hờ bên hờ hờ bên hờ ngon đó chạm hết trên cái tua à cái tua không buổi chiều có làm nữa không anh ơi có mấy giờ chiều bác khoảng mấy giờ tính tương đối được bác hỏi anh Văn là khoảng mấy giờ gọi anh chạm mấy giờ nó ờ thì tính bên xe kia mấy giờ nó chạy về luật à luật đúng không bác thử hỏi nó không luật đấy đây này các đồng chí Thành là đồng chí ở đây đồng chí quản lý cái này chiều mình nằm mẫu nữa ủa chiều được khoảng mấy giờ làm tu làm chưa đi chiều mấy giờ nằm mẫu bác ấy nhá ông Dũng nhá hôm nay mới làm mẫu và nó trên đấy nó yêu cầu mỗi ngày là 2 mẫu ạ mà thực ra có máy cũ được nhà nếu mà mẫu mà đi cho nó nhỏ nhanh đồng bạc cái phải 2 mẫu phải 5 mẫu ê, người trực tiếp trên công trình họ yêu cầu vậy thì phải theo chơi 5 mẫu lên 5 mẫu luôn hả? Ừ, làm hết ngày luôn đấy 10 tiếng phải